bên cạnh anh. Hôm nay em đang về tận để nói xa rời anh. Hôm nay em mơ bên anh là vì phía lâu nay chúng ta như anh đang nghĩ là tình còn đắm say. Hôm nay chúng ta đã thấy có chút tờ thương. Hôm nay em đang cố gắng cho hết rồi sẽ thôi. Chắc lẽ câu nói yêu đầu chỉ là phút chốc thôi. Hãy đưa đi em sao đỡ ta vỡ đường. Anh dặn em đừng nhớ, anh dặn em đừng yêu, anh sẽ không đau khi mình phải mất nhé. Vì sao thế, em nói gì cho mất anh mất người. Đừng như thế, trái tim của anh nhớ ta mất rồi. Yêu một người, phải nở đâu có lỗi tình thế. Chỉ cho ta khó xa mà thôi.